Đây nè cô chú ơi, mẹ chay soạn đồ ở Việt Nam á, rồi đem cái bộ bà ngoại có đem bộ đồ Jingle Bell này bữa cô kia cho chay á, cái mẹ chay lấy cái nón đội vô cho chay, vừa lấy cái nón đội vô cái nó nói Jingle Bell chạy ra đây nó lấy kim cái áo đi vô mặt vô nữa. Nè chay chay con coi chay con này chay chay nhìn nè. Jingle Bell đó. À, đợi đợi đàng hoàng đợi đàng hoàng. Nâu gì? Đây nè, Jingle Bell nè. Wow, mặc nguyên bộ đồ Jingle Bell luôn dữ vậy ta. Xạo đó, xạo đó. À. Lấy cho nó cái nón đội vô ra, nó lấy tự lấy cái áo mặc vô mà nó xỏ vô không đúng nên là ba nó mặc lại cho nó cái bộ đồ nè. Rồi được đời không? Trời 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 trời. Wow. Đẹp đẹp quá đẹp búa dài đâu dài nào mặc cho thế hả trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn á đeo vô ừ đeo vô luôn đúng rồi ông già Noel là phải đeo cái đó chứ trời ơi quá luôn đủ bộ luôn mà cái này không giống đi phát quà trời ơi ôm em luôn hả cái này giống đi bán vé số hơn á không 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 đó hả à đó tại sao giục em vậy vô lý không giục em nhẹ nhẹ thôi bỏ em xuống nhẹ nhẹ thôi chứ sao phủ phàng vậy rồi cảm ơn chinh nobel cởi ngựa đi cô chú nhìn vô cái phòng mà trời đất ơi cái phòng nó bừa bộn chinh beo đó Jingle Bell đâu? Rồi cho cái túi đâu cô Jingle Bell có quà không cho tôi quà đi. Quà gì? Hả? Jingle Bell có quà gì cho tôi đi. Bà già Noel ơi, bà có quà không bà cho tôi đi. Thổi đi con. Thổi đi con. Yeah, Julia bought before. Có này hả? Này. Này phải không? Dạ mẹ. Dạ mẹ. Đúng rồi. Chị ơi cô chú ơi, hiện tại bây giờ là 7 giờ rưỡi tối. Đó như là cái video hôm qua đó. Làm gì đó. 4 giờ sáng về dạ, ngủ rồi 8 giờ rưỡi sáng dậy đó. Tiếp theo. Chơi cho tới mấy giờ ta? 3 4 giờ chiều ngủ lại. Bây giờ là 7 giờ rưỡi phải bắt dậy thôi. Chứ mà cho ngủ nữa là một chút nữa 12 giờ khuya nó dậy kìa. Rồi cái hả nó thức cho tới sáng nữa khổ. Giờ phải ép dậy. Ép dậy dậy thức dậy cho tới 11 12 giờ cũng được. Ăn đi con, ăn phở đi con. Để gần gần vô con. Cô chú thấy chay giỏi chưa? Ngon con? Ngon không? Dạ. Dạ ngon lắm hả? Thúc vô. Đúng rồi. Chay chay. Con ghi ghi làm sao? Xỉu con ghi ghi. Con xỉu ghi ghi làm sao? Con xỉu ghi ghi làm sao? Ôi đất ơi, đã chưa? Ôi đất ơi, cô chú thấy chay ăn có thèm không? Để mày lấy cho chay cái khăn giấy nha. À, có dơ thì chùi nè. Nè, con chó. Chó đâu? Ờ, con chó hả? Con chó con bóng. Ừ, chó con bóng phải không? Con này phải không? Nói đời coi. Ê trời. Excuse me. Con chùi miệng đi con. Giấy chùi miệng. Hồi nãy chị ngủ có ngon không? Bị bắt kêu dậy cũng khóc lóc dữ lắm cô chú. Cái nết cũng dữ lắm chứ không phải thường thường như người thường đâu. Kêu dậy cái no no không 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 dậy. Nó vậy đó. Nè con có mời cô chú ăn chưa? Lấy con giấy chùi đi con. Báo. Lấy con giấy chùi đi đúng rồi.
Đúng rồi, giỏi quá. Cái này hả? Cái nào? Cái này hả? Dạ mẹ. Mẹ. Giỏi quá chị. Quá sức tưởng tượng luôn, không thể nào ngờ nổi luôn á. Mẹ ăn xong rồi mẹ cho vô hồ bơi bơi nha. Nha. Giờ về khoái hồ bơi nhà, cái quần tắm ở nhà lắm cô chú ơi. Cái gì? Con bé. Con bé gì? Con bé. Ai? Con bé. Con bé. Nè. Bé. Nè. Mà con có sợ ghê ghê không? Sợ ghê ghê. Sợ ghê ghê, con nói đi. Ghê ghê. Sợ ghê ghê. Ghê ghê xỉu sao? Ghê ghê xỉu sao? Xỉu. Xỉu rồi. Xỉu rồi. Mở mẹ. Mở bánh cho con nha. Cắn. Không không, đừng có cắn, để mẹ mở cho. Mà con nói đi. Sợ ơi, xỉu ghê ghê. Xỉu ghê. Ghê xỉu ghê ghê. Ghê ghê xỉu sao? Ghê ghê xỉu sao? Ghê ghê xỉu. Em mấy bà. Thằng bên bà bà gì đang ăn bánh, mà em bà bà gì để mẹ gửi ra cho con nha. Dạ. Con nói cảm ơn mami. Cảm ơn mami. Con cảm ơn mẹ. Mẹ cảm ơn mẹ. Hôn mẹ một mít. Trường ghê chưa. Xỉu ghê ghê sao? Xỉu ghê. Xỉu ghê ghê. Làm cho ngoại coi ghê ghê xỉu sao? Ghê ghê xỉu sao? Ghê ghê xỉu sao? Ghê ghê xỉu sao? Ghê. Mở ra nha. Rồi con xỉu ghê ghê coi. Xỉu ghê ghê coi. Xỉu ghê ghê. Nói em nói đi, xỉu ghê ghê. Nói đi. Nói thêm lần nữa đi. Mỗi lần ăn bắt ăn là làm. Con nói xỉu ghê ghê. Xỉu ghê. Xỉu sao? Xỉu rồi. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Cô chú. Chú. Cô chú. Cháu chú. Ông bà ơi. Ông bà. Ơi. Ơi. I love you. I love you. Đúng rồi. Không cố đâu. Đó, ông cố kìa, ông cố chào ông kìa. Ông cố chào con. Cố chào con kìa. Ông cố làm gì vậy? Ông phá. Ông cũng ông cố phá. Ông cố phá hả? Chị có phá không? Có luôn hả? Chị với ông cố ai phá hơn? Hả? Chị với ông cố ai phá hơn? Hả? Cố phá. Cố phá. Ăn hổn ha. Ông chị có phá không? Chị có phá không? Có luôn, có luôn. Cố phá. Cố đang ngồi vậy mà nó kêu ông phá. Có được đời không? Mà con có xỉu không ghê ghê không? Xỉu không ghê ghê ha. Xỉu ghê ghê. Đó, đang quay chơi nói tiếng Việt cho cô chú nghe đó. Đúng rồi. Cái máy camera mẹ sáng rớt bị nứt nứt cái màn hình nữa rồi chay, ngày mai là phải đi đổi lại camera khác nè. Rớt miết luôn. Mới sáng này mới rớt thêm, nó bể thêm phân nửa nữa. Con phá. Ai phá? Chay. Chay phá hả? Con tên gì? Con phá. Con tên gì? Con phá. Mà con tên gì? Thu phá. Con tên Chay. Sky Hoyer. Ăn cố phá. Con nói đi chay. Hoyer. Cố phá. Cố phá biết rồi. Con nói đi. Hoyer. Hoyer. Đúng rồi. Jay. Nè bây giờ mày dạy cho con nói tên con nha. Jay Sky Hoyer. Con tên gì? Dạ. Jay. Cái. Biết rồi, biết rồi. Jay Sky Hoyer.
đúng không? Tên của chị á, tên của chị là J Sky Hoyer, không biết nước nè. J Sky Hoyer. Đó, con nói đi. J Cố phá. Cố phá. J phá. Sky Chay phá. Hoyer. Chay phá. Chay phá. Mẹ 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 tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Cây. Ngọc. Ngọc. Đúng rồi. Ba tên gì? Ba tên gì? Ba nhà. Ba nhà biết rồi, nhưng mà ba tên gì? Ba tên. Nè con nói nè. Twain. Con nói đi Chay. Twain. Hay là con kêu ba vậy nè, con kêu ba là Đi Quynh. để kêu, để cho nó kêu vậy mới vui. Chay con nói đi Chay. Ba tên là Đi Quynh. Đề Quynh. Nói đi, Đề Quynh. Ăn nước. Con nói đi, Đề Quynh. Uống nước không? Uống nước. Con nói Đề Quynh. Đề Quynh. Đề Quynh. Đề Quynh. Đúng rồi. Ghê ghê xỉu sao? Xỉu ghê ghê. Xỉu ghê ghê. Ghê ghê xỉu vậy hả? Xỉu ghê ghê. Ừ, ghê quá, đừng có đụng vô. Đừng có đụng vô. Ăn rồi cứ đụng vô miết rồi không bao giờ, không biết bao giờ nó hư. Nó lành luôn á. Xỉu ghê ghê. Xuống hả? À? Không ăn nữa hả? À? Ăn nữa không? Rồi lấy khăn giấy ra coi. Ủa ủa chưa ăn hết mà nữa gì? Nữa. Bậy à? Chưa có ăn. Giờ ăn cereal hả? À? Ăn cereal không? Hết rồi, cereal. Hả? Cereal hết rồi. Ăn cereal hết rồi hả? Xỉu ghê ghê xỉu. Rồi giờ Chay muốn gì? Chay muốn mẹ mở này nha. Rồi lại đây mẹ mở. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Mở giùm con. Please. Mở ra con tự mở được không? Cứng quá. Cứng quá hả? Con mở đi, con mở đi. Mẹ mở. Mẹ mở hả? Con mở cứng quá hả? Để mẹ cố gắng giúp con nha. Dạ mẹ. Cứng quá. Cứng quá hả? Con chào cô chú đi. Cô chú. Rồi con cảm ơn. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Con chào ông ba chưa? Chào ông ba. Chào ông ba đi. Đây là mẹ mở nè, đây là mẹ mở nè. Wow, một cây thôi nha. Một cây. Rồi, đóng lại, chỉ một cây thôi. No, mẹ đã nói là một cây mà. Một cây là ăn đuối đơ rồi chứ còn lấy hai ba cây. Đưa cho mẹ cái nắp, lại lên. Nắp đâu? Đưa cho mẹ, lụm đưa cho mẹ. Pretzels. Đụm đưa cho mẹ, lẹ lên. Can you pick this up, please? Pick this up. Rồi, đưa cho mẹ, lẹ lên. No. 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 No, mai. No, mai. Đưa cho mẹ cái nắp, lẹ lên. Nữa. Không có nữa. Có ăn hết thì mẹ cho nữa. Ăn nó không? Chay, lại mẹ cho nè. Chay, lại mẹ cho nè. Con nói đi. Frozen. Frozen. You want a tattoo? Ủa, ở đâu sương môi ạ? À? Ở đâu có sương môi sơn ạ? À? Con nói mẹ ơi. Nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Cho con. Con còn. Sắm mình. Đi. Elsa. Elsa hả? Elsa với ai? Mẹ. Không mẹ miếng. Mẹ. Con có thương mẹ không? Chứ mẹ. Thương mẹ để đâu? Mẹ. Thương mẹ để đâu? Chay có nè, chay chay nè nè. Chay có thương bà ngoại không? Ngoại. Thương mẹ để đâu? Ngoài đến đầu à. Rồi dán tattoo vô đi. Dán vô nè. Alright, let's see. Instructions. Ba chỉ kìa. Đi ra ba chỉ kìa. Alright. Peel. This way? Okay. Rồi. Ready? Xong mình nha. Keep it there. Wow.
Hold on, hold on. Don't move. Don't move. Chờ chút, chờ chút. Don't move. Hold on, hold on, hold on. Phải làm cho nước nó mới ra. Con chờ chút con. You move, it's gonna be all different colors. Không được, chờ chút. Yeah. Muốn đẹp là phải chờ, phải không? Trời ơi, tóc không bít vậy sao? Okay. Count to 10. Đếm từ 1 tới 10 đi. 1. 3. Hold on, stand up. Count to 10. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay, let's see what it looks like. Stand up, stand up. Hold on, hold on. Mở ra, mở ra. Don't touch it. Thổi, thổi, thổi. Thổi đi con. Thổi, đưa cái mỏ thôi. Wow. Để mẹ coi coi, đưa mẹ coi coi. Oh, wow. Nữa. Trong dây có rất gì và này nọ. Only one tattoo. No, 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 don't peel it off. Cho cô chú coi coi, đưa cô chú coi coi. Nữa không? Only one. Daddy nữa. We only have one. This is not one. This is just a card. Chứ đừng thay hát kìa. Oh no. Daddy nữa. Wow. Trong chai rất gì, rất là gì và này nọ luôn á. Wow. You see your tattoo? Don't rub it away. No. Baby, baby. Right. Baby, take her to the mirror. Look. Lại kiến coi kìa. Coi trong có rất gì và này nọ không? Ooh. Wow. Dạ cô chú ơi, chay đang ăn pizza. Chay cho cô chú coi chay đang ăn pizza, đi con. Cho ăn pizza này phải không? Ngon không con? Dạ ngon. Dạ ngon. Đúng rồi. Con có ăn pineapple không? Yeah, she ate all the pineapple already. And now she eating a pizza pizza. Pizza pizza. Trời ơi, giỏi dữ người ta. You ta. Này là khoái ăn đồ Mỹ nè. You ta ta you ta you. Ten. Mm. Mm. You want some 13? Baby, baby, baby. Ngon con. Dạ ngon. Con mời cô chú ăn chưa? Đây nè, con ăn pineapple đúng không? Để mẹ lấy cho con nha. Pineapple. Đây nè. Apple. Đó mẹ lấy cho mẹ. Ôi, bỏ xuống. Bé. Ngon con. Các bạn mà điện nhìn với camera mà điệu bạn nó mệt bà quá. Check my name. Ooh, yeah, she really likes the pineapple, huh? Mm. You thirsty? Ngon con. Đâu. Dạ ngon. Con đang ăn cái gì vậy? Cô hả, cô đang ăn cái gì á? Bánh. Bánh gì? Bánh pizza. Pizza. Đúng rồi. Ngồi đi con, ngồi đi, ngồi đi con, cứ ngồi đi con, ngồi bình yên đi. Đúng rồi, ngồi ăn đàng hoàng cho cô chú coi nha. Dạ đi con có nhớ bà ngoại không? Con có nhớ ông cố không? Con có nhớ bà ngoại chính không? Nhớ ngoại chính không? Nhớ luôn à. Con có nhớ ông ngoại không? Ông nội quá, nhớ ông nội không? Thôi bỏ lên đi, mẹ đâu ăn đâu được mẹ chi. Xạo quá, con có nhớ bà Bảo không? Con có nhớ bà Bảo không? Thôi ăn đàng hoàng đi. Kìa, nhìn ra đây kìa. Con có nhớ... Cay quá. Cay quá hả? Xạo. Con, thôi bỏ lên, mẹ không có, bỏ lên cái khay đó. Oh, look at all of those pineapples. Oh, về Mỹ ăn. Oh, yeah, and then you're gonna tub after, so you get nice and clean. Ăn xong đi tắm ngay cho. Ăn xong rồi đi tắm á. Đi tắm. Ăn xong rồi đi tắm. Trời. Trời ơi. I think she doesn't want that anymore, baby.